Ok, mọi người nhá, chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì ở trong video thứ ba này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về PP nhá. Thì ở video trước chúng ta tìm hiểu về cái phần cài đặt rồi đúng không nhỉ? Thì trong video này chúng ta tìm hiểu cái cách hiển thị của nó ở trong phần browser cũng như là cái cách để hiển thị ra được. Thì ở trong video trước thì các bạn thấy rằng là mình có viết nó ở trong cái dấu này này, hỏi chấm PP đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ đóng ngoặc vào đây đấy, thì tức nghĩa là các bạn muốn viết được cái mã code của PP các bạn bắt buộc phải viết nó ở trong cái này nhá, đúng nhá. Nếu các bạn viết ngoài nó sẽ báo lỗi ngay hoặc là nó sẽ không hiểu cái đoạn mã đấy của bạn, nó coi như đấy chỉ là một cái dãy string bình thường thôi nhá. Đây ví dụ mình sẽ echo ra hello PP rồi mình sẽ chấm phẩy nó lại đúng nhá. Rồi thế là ta nói trình duyệt nhá, chúng ta reload nó lại đúng nhá. Đấy, thì bạn thấy rằng là nó đã hiện ra Hello Baby rồi đúng không nhá. Thì đây, chúng ta thử cái trường hợp mà như mình nói đó là chúng ta viết ở ngoài ấy, thì chắc chắn nó không hiện cái gì đâu. Hello Mama. Thì nó sẽ coi như là cái này sẽ là một cái dãy bình thường ở trong trình duyệt mà thôi, nó chỉ hiện ra hiển thị nguyên như này luôn. Đúng nhá. Đây chúng ra ngoài chúng ta reload lại các bạn sẽ thấy được đúng nhá. Bạn hiển thị ra nguyên cái dãy đấy, tức nghĩa là chúng ta phải viết cái dòng code của PP ở trong cái dấu ngoặc này được nhỉ. Đấy, rồi. Đấy, tiếp đó thì cái phần echo này cũng chính là cái phần để hiển thị nó ra các cái giá trị của biến này rồi các cái toán tử. Ví dụ ở đây mình sẽ cộng là 10 đi, 10 cộng 5 nhá, 10 cộng 5. À, 10 cộng 5. Đấy, rồi, chúng ta sẽ load. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài trình duyệt, chúng ta reload nó lại. Thì bạn thấy rằng ở đây chúng ta thấy là bằng tổng là 15 được nhá. Đấy các bạn có thể là in nó ra toán tử thứ như bình thường thôi. Nó không có gì khác cả so với các cái ngôn ngữ khác, nó chỉ khác là ở kia thì in ra là print thì ở đây nó echo thế thôi, đúng nhỉ? Các bạn thì nối chuỗi này, hoàn toàn thì nối chuỗi chấm này là kết quả của phép tính. 10 cộng 5 đúng nhỉ? Đó, đóng hạt. Rồi bây giờ chúng ta ngoài trình duyệt chúng ta reload nó lại thôi. Reload lại đây, 15 là kết quả của phép tính 10 cộng 5, được nhỉ? Đấy. Không gì khó khăn cả, chúng ta chỉ tóm cái tắt lại là tất cả các dòng code của PP thì đều phải nằm trong cái mấy cái dấu này thôi, đúng nhỉ? Đấy, nhớ nhá. Rồi, video này mình chỉ muốn nói thế thôi. Cách hiển thị ra, hiển thị ra thì đầu tiên phải có trong ngoặc này và cái thứ hai hiển thị ra thì dùng echo thế thôi, không gì cả đấy nhá. Rồi ở trong video sau chúng ta đã tìm hiểu về biến, cũng chính là cái bước đệm đầu tiên để chúng ta tìm hiểu PP nhá. Video này mình sẽ dừng ở đây thôi, bye bye mọi người. Yeah.